Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sản phẩm đặc thù Ninh Thuận, chuyên mục do Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Thuận phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cây mang tây xanh du nhập vào tỉnh Ninh Thuận từ năm 2009. Đây là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở Ninh Thuận. Từ 2 hectare ban đầu, đến nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã có hơn 743,5 hectare trồng mang tây và hình thành một số khu vực trồng mang tây công nghệ cao. Cây mang tây xanh được xem là cây trồng đặc thù của tỉnh Ninh Thuận, phát triển theo chuỗi giá trị đạt chuẩn OCOP từ 3 sao đến tiềm năng 5 sao, mở ra nhiều triển vọng mới giúp người nông dân làm giàu, góp phần vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Chuyên mục sản phẩm đặc thù kỳ này sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hiệu quả từ việc xây dựng nâng cao chuỗi giá trị mang tây xanh của Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Tuấn Tú thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước. Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Tuấn Tú là đơn vị kinh tế tập thể tiêu biểu vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận. Từ khi thành lập đến nay, hợp tác xã đã mở rộng diện tích canh tác từ 5 hectare với 25 thành viên đến nay đã nâng lên 36,6 hectare măng tây xanh với 85 thành viên. Để nâng cao giá trị kinh tế, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Tuấn Tú đã xây dựng mô hình chuỗi măng tây liên kết hướng dẫn các nông hộ canh tác măng tây xanh bằng các biện pháp hữu cơ, từ bón phân đến phòng trừ sâu bệnh và áp dụng mô hình tưới phun tiết kiệm nước và bao tiêu đầu ra sản phẩm. Cây măng tây xanh được mệnh danh là loài rau vua cho thu nhập bình quân 800 đến 900 triệu đồng trên 1 hectare trên 1 năm, khẳng định vị thế chuỗi giá trị kinh tế hàng hóa nhất bản, cao gấp nhiều lần so với các loài cây hoa màu khác. Chị Châu Thị Trâm ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải chia sẻ, trước đây khi chưa tham gia hợp tác xã, gia đình chị trồng hoa màu thu nhập rất bấp bênh. Từ khi tham gia hợp tác xã, chị được hỗ trợ vay vốn đầu tư trồng mang tây với diện tích 2 sào. Trung bình hàng năm sau khi trừ chi phí, cây mang tây cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Từ khi là thành viên hợp tác xã, tôi thấy là đầu ra của tôi là ổn định hơn. Tôi là chỉ là hợp tác xã thu mua 50.000 một ký. Mỗi ngày là tôi chỉ là lo chăm sóc vườn để là đem mang ra ngoài bán ra, đem ra cho hợp tác xã thu mua thôi. Hiện tại là gia đình tôi trồng là 2 sào. 2 sào là mỗi ngày tôi hái được cũng phải 20 kg. Cũng từ 15 đến 20 kg. Và có thể nếu trời mát thì hơn nữa. Mà tôi là thành viên của hợp tác xã đó, tôi được hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật. Năm 2023, các thành viên đã thu hoạch cung cấp cho hợp tác xã trên 50 tấn măng tây xanh, doanh thu cả năm đạt trên 3 tỷ đồng. Sản phẩm măng tây xanh của hợp tác xã Tuấn Tú canh tác theo hướng hữu cơ, đạt tiêu chuẩn VietGAP được Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy Sản vùng 3 cấp giấy chứng nhận và sản phẩm măng tây xanh tươi của hợp tác xã Tuấn Tú đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp với các sở ngành địa phương và các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài tỉnh, thực hiện các đề tài dự án hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ các hoạt động sở hữu trí tuệ, xây dựng và quảng bá thương hiệu, đặc biệt là xây dựng chuỗi cung ứng các sản phẩm nông sản. Qua đó giúp cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh, làm tăng thêm giá trị nông sản và thu nhập cho nông dân. Mô hình cung ứng măng tây và tỏi là hai cái chuỗi hết sức cần thiết đối với một cái sự phát triển của ngành nông nghiệp nói chung và cái sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận theo cái định hướng về 12 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận hiện nay. Và trong quá trình nghiên cứu thực tế thì chúng tôi thấy rằng đó là cái chuỗi cung ứng là khi triển khai thì rất là có lợi cho người nông dân và các bên tham gia vào chuỗi. Thì đơn cử như là cái chuỗi cung ứng mà nhân rộng thì cái giá trị gia tăng đó, nó sẽ tăng lên cho các tác nhân trong cái chuỗi này. Ví dụ như là hộ nông dân sản xuất, rồi đến là hợp tác xã, rồi doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì nó sẽ tạo ra một cái đà và một cái tính bền vững, một cái quy mô sẽ được mở rộng để phát triển cái chuỗi cung ứng. Thì theo nghiên cứu của chúng tôi, đầu tiên đó chính là cái chữ tín trong cái chuỗi liên kết, và thứ hai đó là cái người cầm trịch quản trị cái chuỗi cung ứng này phải có, đó là xác định rõ là ai. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái lợi ích phải hài hòa giữa các bên tham gia. Các bên tham gia đó là trong cái chuỗi, tùy theo chuỗi ngắn hay chuỗi dài thì phải có hài hòa cái lợi ích. Và cái vấn đề thứ tư là phải định vị được cái sản phẩm trong tương lai và có những cái chiến lược để phát triển về quy mô cũng như số lượng, và đặc biệt đó là chế biến sâu và định vị cái sản phẩm măng tây và tỏi thành một cái thương hiệu của tỉnh và thương hiệu của quốc gia. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, phân phối sản phẩm tại Ninh Thuận với các địa phương khác, nên sản phẩm măng tây của Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Tuấn Tú được nhiều người biết đến. Thời gian tới, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Tuấn Tú tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm cho măng tây trên website của tỉnh, đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với câu hỏi dành cho khán giả kỳ này, chúng tôi xin thông báo đáp án của câu hỏi kỳ trước. Bạn hãy cho biết sản phẩm mứt rong sụn sấy của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế biến Thực phẩm Thanh Thanh đạt chứng nhận 3 sao OCOP vào năm nào? A. Năm 2020, B. Năm 2021, C. Năm 2022. Đáp án chính xác là đáp án C. Năm 2022. Hai khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất là hai thuê bao số 0377345431 và 0948648732 đã nhận được hai phần quà của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế biến Thực phẩm Thanh Thanh. Vui lòng liên hệ số điện thoại 025938366665 hoặc 0907720108 để nhận quà. Và bây giờ là câu hỏi dành cho quý khán thính giả kỳ này. Bạn hãy cho biết cây măng tây xanh du nhập vào tỉnh Ninh Thuận từ năm nào? A. Năm 2007, B. Năm 2008, C. Năm 2009. Hai khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ nhận được hai phần quà trị giá 100.000 đồng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế biến Thực phẩm Thanh Thanh. Kính mời quý khán giả tham gia trả lời bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng cách đáp án gửi 0907720108. Trong đó đáp án là các đáp án A, B, C. Ví dụ, NT khoảng cách A gửi 0907720108 hoặc gửi thư qua địa chỉ chuyên mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận, phòng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A đường 21 tháng 8, thành phố Plei Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, điện thoại 025938366665 hoặc 0907720108. Hàng chót nhận câu trả lời vào ngày 14 tháng 1 năm 2024. Chương mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận kỳ này do Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp thực hiện đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình này kỳ sau.